Vâng, xin chào tất cả các bạn, mình là Sơn. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một trang web có sử dụng CSS. Đây là bài tập số 1. Chúng ta sẽ đi làm cái bài này. Và ở đây các bạn đã thấy là nó có thẻ H1 này, thẻ H2 này, một thẻ P này. Và đây là một thẻ P, trong đó có cái điểm nhấn. Hai chỗ này chúng ta có cái tạo điểm nhấn bằng thẻ span, đúng không? Và bây giờ mình sẽ làm thế nào, hướng dẫn cho các bạn làm được một cái trang như vậy. Và các bạn có thể tùy biến nó bằng CSS. Bài này là chúng ta thực hành về CSS nhá. Ok. Thì đầu tiên mà để có được cái tiêu đề như thế kia thì chúng ta sẽ phải dùng một thẻ H1. Đó, mình sẽ dùng tiếng Việt. Đây là thẻ H1. Dưới thẻ H1 là một thẻ H2. Đây là thẻ H2. Dưới đó là một thẻ P. Đó, thẻ P này tí nữa chúng ta sẽ tùy chỉnh nó trong CSS nhá. Đây là thẻ gọi là văn bản đi. Bên dưới cũng là một thẻ P. Và bên trong nó thì có cái chữ, đoạn chữ này thì được làm nó đặc biệt hơn một chút, đó là có màu nền và in đậm, đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng cái thẻ span để tạo điểm nhấn cho nó. Đây là gọi là đoạn chữ 1 đi. Đó. Chúng ta sẽ có cái chữ 2 nữa. Đây là đoạn văn ở giữa. Ok, bây giờ mình sẽ chạy nó với trình duyệt. Ok, mình thấy nó là ra chữ lằng ngoằng này, đúng không? Bởi vì chúng ta dùng tiếng Việt thì chúng ta ở thẻ hit, chúng ta sẽ phải có thẻ meta. Meta này. Chasset. UTF-8. Rồi, các bạn đã thấy chưa? Nó đã thành chữ tiếng Việt rồi. Và bây giờ mình sẽ thêm một thẻ gọi là thẻ style ở trong HT, ở trong cái thẻ hit, để đánh dấu đây là cái đoạn định nghĩa CSS của mình. Và mình định nghĩa cho tất cả các thẻ H1, đó là mình sẽ cho nó có màu. Màu là màu đỏ này. New lại. Đó, các bạn thấy chưa? Màu đỏ. Hay là mình sẽ định nghĩa cho thẻ H2 là màu xanh chẳng hạn. Thì mình đơn giản là H2 này color mình cho nó màu green đi, new lại. Đó, các bạn thấy thẻ H2 nó xanh chưa? Và thẻ văn bản thì mình cho nó là màu blue, đúng không? Blue. Ok. Như vậy là thẻ văn bản này đã được màu xanh, đúng không? Thế thì bây giờ mình muốn đánh dấu chữ vàng như vậy và in đậm như vậy thì mình sẽ làm như thế nào? Đơn giản là ở trong cái thẻ span. Cái thẻ span thì mình sẽ cho nó một chút. Đó là thứ nhất là in đậm. Ở đây in đậm thì chúng ta sẽ dùng đầu tiên là cái nó có một cái nền màu vàng đã. Thì chúng ta sẽ phải dùng cái thuộc tính là background color này, màu vàng là yellow, đúng không? Lưu lại, mình sẽ bật trình duyệt. Đó, các bạn nhìn thấy chưa, nó đã có một nền màu vàng. Và nó in đậm thì các bạn sẽ sử dụng một cái thuộc tính gọi là font này. Đây, các bạn sử dụng font white thì nó sẽ cho chúng ta là chữ đậm. Đó, thì đây là CSS. Các bạn có thể nhìn cái gợi ý này, giá trị của nó là normal này. Mình thử sử dụng cái normal xem nó ra gì nhá. Normal này. Đấy, thấy chữ thường chưa? Thế thì bây giờ mình sử dụng border này. Đó, đậm hơn, đúng không?
Rồi. Thì như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn làm xong cái bài tập số 1 này rồi. Ok. Ngoài ra thì đây các bạn có một cái số lưu ý mà mình muốn chốt lại là các bạn học được. Đó là các bạn muốn viết cái mã nguồn CSS ở đâu ấy, thì các bạn phải có cái cặp thẻ style này. Đây. Còn một cách khác để viết file CSS riêng như ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn viết chung thôi. Ok. Và các bạn muốn định dạng cho thẻ H1 thì các bạn chỉ việc H1 này, mở ngoặc và những thuộc tính của CSS ở trong đây. Đó, H2 này. Đó. Cảm ơn các bạn.